Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, mưa dông sẽ diễn ra trên diện rộng ở nhiều khu vực trên cả nước. Đối với các khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam kết hợp với không khí lạnh yếu tăng cường, các khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Mưa sẽ còn lặp lại duy trì đến sáng ngày thứ hai của tuần tới. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trạng thái mưa dông rải rác về trưa chiều và sáng sớm mai. Vùng mưa tập trung chính ở khu vực miền Tây Nam Bộ, đề phòng có khả năng xảy ra dông gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, những cơn mưa vừa mưa to vẫn còn duy trì trong cả ngày và đêm ở Bắc Bộ với lượng mưa từ 40 đến 70 mm. Mưa kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất đá, nhất là ở các huyện vùng núi phía Bắc, nên người dân cần hết sức lưu ý. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay chỉ từ 24 đến 26 độ. Mưa vừa mưa to cũng vẫn duy trì ở các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc của miền Trung, cần đề phòng với khả năng xảy ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Trong ngày hôm nay, do có mưa nhiều nên nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh không cao, chỉ từ 28 đến 31 độ. Còn các nơi khác của miền Trung trời vẫn có nắng, chiều và tối chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ ở khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế từ 31 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Lưu xuống phía Nam, trong ngày hôm nay, mưa vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở vùng cao Tây Nguyên sẽ duy trì ở mức nhiệt từ 27 đến 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Còn với khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió chuyển hướng Đông Nam, cường độ ở mức cấp 4 đến cấp 5. Chiều và tối cũng xuất hiện mưa rào rải rác, nhưng chưa dừng lại ở đó. Ngoài ra, khoảng từ ngày 29 tháng 5 trở đi, trên khu vực giữa Biển Đông lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới từ Philippines chuyển sang. Áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng vào đất liền nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.